tập thể lớp 7D chúng con xin thay mặt cho hơn 600 học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật gửi tới các thầy cô những lời ca và những bông hoa tươi thắm nhất. Chúng con xin chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để vững vàng chèo lái, đưa lớp lớp đàn em vượt muôn trùng sóng gió, cập bến tương lai. Chúng con xin hứa sẽ luôn cố gắng chăm chỉ học hành để xứng đáng với sự kỳ vọng, mong mỏi của thầy cô. Để xứng danh là học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật,